Buổi tối thứ sáu, ngày mai thứ bảy luôn, tối thứ sáu vui vẻ nha mọi người. Tại vì con đang ở nơi nó không được đẹp cho lắm nên là xin phép mọi người là con sẽ để hình hình nền của con lên nha mọi người. Mọi người thông cảm con. Chào cả nhà. Trước khi con trả lời có một số khán giả những lời bình luận, con cũng thấy cũng vui vui thì con cũng trả lời khán giả, nhưng mà trước khi trả lời khán giả đó thì mình chơi xíu nha mọi người ha. Mọi người thấy con để tựa đề là 100%, 1000% không mọi người? Nếu mà những ai mà trong cái câu chuyện mà 100%, 1000% thì mọi người sẽ nghĩ đến ai? Nếu cô chú anh chị nhắc tới con này sẽ nghĩ đến ai? Đúng không? Không, 100%, 1000% thì chúng ta sẽ nghĩ đến một người với chức danh là thạc sĩ, được mệnh danh là luật sư đó. Mọi người còn nhớ không? Mọi người còn nhớ người đó không? Đó là Thanh Trần. Từ trước trong cái tất cả trong cái trend thời gian này thì người mà ấn tượng mạnh nhất mà đến bây giờ, dạ không, Thanh Trần. Mấy người kia có ít nghe nói nhưng mà Hồng Sơn thì là khẳng định, còn Thanh Trần là tôi cá 100%, tôi khẳng định 1000%. Ai chứ thọt sĩ Thanh Trần thì luôn luôn có đó, nên con mới ghi là 100%, 1000%. Và ở đây con nói chỉ có điều con nói vui thôi, chứ con nói chỉ nói sơ thôi chứ không có nói trọng tâm, không có phân tích gì cả. Tại vì những người đó họ còn muốn phân tích. Mọi người nhớ ngày đầu tiên, mọi người có ai còn nhớ 100%, khẳng định 100% gì không? Đố ai còn nhớ cái thử này, cũng trên tác cộng đồng luôn. Trên tác cộng đồng luôn mà tác đó bây giờ xóa mất tiêu rồi, nhưng mà cái tác bây giờ nó mới đặt tên là 100%, 1000%. Dạ không, cái điều sau này cái 100%, cái 1000% đó là cái mất chú ba, tức là em của sư phụ mất. Mọi người còn nhớ thời điểm đó không? Mọi người chắc là đâu có nhớ, là khi mà chú ba mất thì con để cái hình hình tang thôi. Thế là nguyên nhân thứ tư sức sào lên, đó là con lên bị đặt này kìa kia, và khẳng định là 100% gia đình thiền em không có ai mất cả, tôi khẳng định 100%. Rồi cái 100%, cái cuối cùng đưa cái cá khó lên, mọi người có nhớ không? Sau đó, sau khi vụ đó xong thì bắt đầu phụ bào hoa xuất hiện. Rồi sau đó tới vụ của bà Hoa, tôi khẳng định những cái bill này là bill thật, Tú là nhận tiền thật, đủ thứ kiểu luôn đó, cũng 100%. Rồi mới đây nhất mọi người nhớ vụ gì không? Hai vụ Hồng Sơn, tôi khẳng định Hồng Sơn thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam, thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh quản lý, tôi cũng khẳng định luôn. Rồi khẳng định dữ chưa? Đó 100%, 1000%. Rồi tiếp theo là vụ tí to phục hồi tin nhắn, mọi người cũng thấy đó, cái con người mà lúc nào cũng khẳng định 100%, khẳng định 1000%, rồi bây giờ sao? Bây giờ đâu còn có đủ mà người ta tin tưởng đấy, người ta tin tưởng đâu. Bây giờ trước đầu sóng ngọn gió, binh bên này thì thiệt bên kia, binh bên kia thì thiệt bên nọ thôi, Âu cũng là định mệnh thôi, đúng không? Thấy người ta đang phân tích cái chứng chỉ cái bằng này đó, cũng lên cũng nhào vô cái kiểu mà mọi người biết, cái kiểu mà tham á, tham ăn á, cái kiểu mà hay hay ăn tạp á, thấy đâu là nhào vô, bắt đầu vô quốc đó. Không biết gì cả mà tôi cũng là tôi khẳng định, đó, đó. Tự nhiên gì cũng khẳng định, nhưng không biết câu chuyện như thế nào mà lên khẳng định, là tôi biết tôi khẳng định luôn thì nên thôi.
Đây, cái câu chuyện ngày hôm nay là nó trăm phần trăm, ngàn phần trăm. Nói thật sự mọi người á, ngày hôm qua hôm kia á, thì nghe chị Ngô Vân mở clip với chị Chiêu Hoàng mở clip về cô bên đa đề, lấy bộ phận phụ nữ ra để phản biện với nhau. Thì coi thật, thật xin lỗi mọi người, con không phản biện. Vì sao? Vì con là con trai. Chuyện phụ nữ hãy để phụ nữ giải quyết với nhau. Con xin phép không nghe gì cả. Mà con cũng thấy rất là lạ nha. Giờ con hó hé, giờ con hồi sáng người chị của con á, dạ em chào chị cô Vân, em chào chị Bùi Nguyễn. Hồi sáng người chị của em có gọi hỏi em làm sao mà giờ em lú cái đầu ra là nó chửi em, chỉ cần em hả cái miệng ra là tát, em hả cái miệng ra là tát, cái chuyện gì đâu không có gì liên quan em, nó cũng tát em rồi tát làm gì. Rồi cái hỏi ôi nói bên đây là muốn chiếm giữ mạnh thường quân, miếng này muốn giữ này ở kia, mà cuối cùng giờ ai giữ ai, trong khi con bữa giờ con có nói gì đâu trời. Mọi người thấy không, bữa giờ con đâu có nói đâu, con chỉ lên con cười mọi người. Con thấy cái hiện tượng Hồng Sơn Thanh Trần bắt đầu này nọ có sự phân chia, rồi có sự này nọ, cái tự nhiên mình lên phân tích xong, cái tự nhiên cũng cái Hồng Sơn hôm qua hôm kia là nghe đâu trên kênh Dung Nguyễn á, bây giờ giữ he bắt đầu quậy ha, bắt đầu kể tên mấy người kia, cái tự nhiên lọt ở đâu cái tên của Lê Thanh Tú vô, ủa gì kỳ vậy. Nên con nói không biết vậy, con biết sống sao cho vừa cộng đồng mạng, con cười cũng ngó, con nói cũng ngó, con im lặng cũng nói, ủa giờ giờ sống sao ta, giờ tàng hình chứ cũng nói luôn mà hả, giờ sao mọi người sao cho con sống vừa coi. Nhân Sơn ảnh như là ảnh ghét lắm hay sao á, giờ giờ tự nhiên thấy mà con có làm gì, con có lên like, con không có nói gì trong đây là thì nham đâu mọi người, mà cuối cùng con cũng bị réo ta, nên đời khổ vậy mọi người thấy không, im lặng cũng bị nói mà há cái miệng ra cũng bị quất. Cái tự nhiên hôm bữa nhà chị quên thì con nói con ra ngoài Hà Nội làm nguyện gì đó, xong cái lên bài quất con. Xong cái con nói thôi con không làm vì sốt kỹ thuật cũng làm, rồi cuối cùng cũng bất cơ luôn, ủa gì sao ta mọi người cho con ý kiến cơ. Tự nhiên rồi cái tự nhiên chẳng lẽ tôi Sơn nói này, chẳng lẽ tôi 3 tháng tôi không online nhưng mà tôi thấy bắt đầu quậy dữ, bắt đầu tôi chuẩn bị tôi xuất hiện, trời ơi, chứ đó giờ xuất hiện thì xuất hiện chứ ai có ai cấm đi đâu mọi người, đúng không mọi người, cái tự nhiên có ai cấm đi đâu, tự nhiên giờ bữa giờ tôi im sẽ im lặng trong vòng 3 tháng thì giờ tôi thấy quậy quá lên. Ủa bữa giờ tôi có quậy gì đâu anh Sơn ơi, tôi hỏi anh Sơn là bữa giờ tôi có quậy gì đâu, trời ơi, tôi ngồi tôi có đâu có dám nói gì đâu, đang phân tích gì đâu, tôi đâu dám mở clip gì của mấy anh mấy chị đâu, tôi hiền rồi chết. Trời tôi hiền dễ sợ luôn, tôi có nói gì đâu trời, tôi nói nhiều khi con nói thiệt, con nói bâng quơ chơi, con nói vui vui cười cười thôi, chứ con không, giờ con không dám mổ xẻ ai, cũng như không dám đụng chạm ai, cái đụng chạm ai nó còn dậy dậy tưng 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 lên, giống như có nhiều đứa mình không thích nói nhắc cái nó mà nó nhắc mình hoài ha, thiệt mình như là cái gì con nhả ra lỡ lụm, con nhả ra lỡ lụm hết đứa này lụm xong đứa kia lụm, hết đứa kia lụm rồi tới đứa nọ nó lụm, nó về nó làm bài lên, nó phải đặt tiêu đề, phải có con nó mới chịu á mọi người. Nên bởi vậy con mới nói á, ê có nghe vô đây nghe nè, em nói nghe có vô đây mà nghe được á, nó nghe nè, cái thứ tôi khinh á thì tôi không giờ tôi phân tích đâu, an tâm khỏi sợ, tôi đem về, tôi không có đem về tôi phân tích gì cả, tại vì tôi cảm thấy má mấy anh mấy chị á, thứ nhất tục không phải chị kêu mạng, có nghĩa là anh Sơn ở đây là anh Sơn sẽ nói chung là bữa giờ trốn chị Chiêu Hoàng, có nghĩa là bây giờ muốn muốn quay lại đấu trường, mà muốn quay lại thì phải kiếm cớ. Chị Chiêu Hoàng cũng đủ, ông Sơn làm cái gì ông đưa không đạo lý, có nghĩa rằng á bữa giờ bên kia đấu đá nội bộ lẫn nhau,
vụ tiền bạc gì đó không biết nữa, rồi vụ lừa gạt ai ai không, cái đó thì không rõ, em không biết. Nhưng mà cái đây là 2 ngày thì anh Sơn cái lên live nói á, tôi chẳng lẽ tôi lặn trong vòng 3 tháng tôi không lên live, nói tôi không lên live nữa. Nhưng mà vì kể một số tên, cái tự nhiên cuối cùng là có Lê Thanh Minh Tú nữa, nó ủa như vậy ông, bữa giờ tôi có làm gì đâu, tôi có lên live tôi nói vụ gì mấy anh mấy chị ở đâu, tụi bây tôi kể là những quá khứ tốt đẹp của mấy anh mấy chị ra thôi chứ tôi có nói gì đâu. Cái tự nhiên nói là tôi lên tôi quậy đúng không, lôi em ra để mục đích là muốn quay lại YouTube, mà YouTube là kênh của tụi nó thì nó muốn 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 làm gì làm gì đâu, muốn làm gì like thôi gì đâu. Tại vì gây chuyện với nhau rồi xích mích ở trong bắt đầu sẽ có sự gọi là đấu tố lẫn nhau, giống như đa đề á, người này được nhiều người kia được ít, bắt đầu đấu tố lẫn nhau, bắt đầu đem những cái bằng chứng ra để đập nhau y chang như đa đề á, giống như ở cái vụ mà đưa thì chết ít ít đó của Tố Nga đó, y chang như vậy đó, bển cũng y chang vậy luôn á, ở bển hát gì bên đây đó đó, dành sức ảnh hưởng của mình hùng quân thôi, đấu tố lẫn nhau rồi đầu giờ giờ môi móc ra này, bắt đầu môi nè đó, môi dữ lắm. Nên bởi vậy tao nói tụi cái phim nó hay lắm mọi người, con có nói gì đâu, tụi cái con mà con cười con nói ủa có ủa chị Quỳnh Nguyễn ơi, ủa vụ gì vậy, thì đó em nghe coi vụ gì mà 12.000 đô xong cái tưởng ví dụ cái bằng. Con hỏi mọi người nè, giờ con chỉ hỏi sơ mọi người nè, ví dụ như nè, con có cái bằng tốt nghiệp, ví dụ con khoe thì con vẫn để hình của con xóa tên của con số một số thông tin đơn giản thôi đúng không mọi người, nghĩ sao mà lấy cái phôi bằng của bên trường đó rồi gắn hình ảnh của mình vô, rồi gắn tên tuổi của mình vô, rồi gắn ngày tháng năm sinh của mình vô, rồi gắn cái mật của nhà trường vô, rồi không có chữ ký, rồi cái sau cái nói tôi vậy đó, cái vậy cái ta lên ta phân tích ta nói đưa cái là cái bằng giả, mà cái anh Sơn lê lai của chúa anh Sơn ra nó cái đó không phải là cái gì, cái đó là gì, cái đó là cái phơm là cái đó, nhưng mà thằng đó thì nó có bằng thiệt rồi đó, ủa nếu có cái bằng thiệt thì làm ơn làm phước đưa lên mạng thôi, chỉ cần đưa lên, còn nếu không có thì đưa cái bản kết quả học tập của mình đưa lên mạng thôi chứ có gì đâu, một là mình phải đưa thiệt ra đúng không chính chủ, hai muốn chơi lại những cái người mà nói rằng là nó cái người có liên quan có cái bằng thật thì chứng minh ra thôi, đơn giản thôi, chứ làm sao tự nhiên lấy cái phôi của trường ra mà ghép hình ảnh vô và không có chữ ký và tự dán cái mộc vô luôn, trong cái phôi không có cái mộc mà tự dán vô luôn, mục đích là gì? Hôm đầu thì Sơn nói vậy, cái hôm sau nó Sơn nói sao không, vì tôi chưa thấy được hình ảnh của người có liên quan đưa lên nên tôi chưa khẳng định đó là thật hay giả. Ê nói nghe nè Sơn ơi, Sơn dị quê tôi đầy luôn á Sơn, thà mình trước khi mình phân tích thì mình phải coi coi nó up cái gì lên, hỏi tại sao up cái này lên, mục đích up là gì đúng không, ngày xưa cũng vậy, nói anh Sơn là luật sư, anh Sơn có chứng chỉ hành nghề rồi, ở đâu mấy cha mấy mẹ đâu up lên hình chứng chỉ hành nghề của anh Sơn lên, nhất là kênh của Thanh Trần đưa lên đầu tiên, chụp được xong cái chối nó cua lan đưa lên đó. Giờ mọi người nhớ lại cái chứng chỉ hành nghề của Sơn không, mà có chữ ký luôn mới ghê chứ, ở đâu mà chứng chỉ hành nghề có chữ ký của người 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 đó luôn, nó là sư vạch mặt tức lắm. Giờ nó thật sự nè Sơn, nó thật sự nè, nó thật sự Sơn này, nó thật sự là Thanh Trần nè với lại người có liên quan nè, ngày xưa những cái gì mà anh chị làm gồm những cái biểu giả này, rồi làm những cái giấy tờ giả này, ngay cả cái chứng chỉ hành nghề của anh Sơn mà mấy anh chị còn làm được là quá tài, mà làm tài báo chí thành
mà thì nói mọi người trước giờ có nói sự anh Sơn ơi, anh Sơn bớt đọc truyện tào đi Sơn, anh Sơn đọc truyện tào quá, bây giờ anh Sơn thành tào lao luôn rồi. Trời ơi, ngày hôm nay ổng lên nói, nó trời ơi trời, ủa anh Sơn sừng sững một ngày nào của tôi đâu rồi trời. Ngày anh Sơn nói lên nó trời ơi, tôi dựa theo pháp luật đồ, tôi dựa trên hiện tượng xã hội đồ, rồi tôi dựa trên nhìn những việc nhìn nhận tôi thấy được đồ, rồi ngày hôm nay anh Sơn trả lời trước quốc à. Càng ngày Sơn càng bấn loạn mọi người. Nên Minh Tú có lời khuyên với anh Sơn là anh Sơn ơi, bớt xem phim tàu lại, tại việc xem phim tàu riết anh Sơn thành tàu lao luôn á anh Sơn. Rồi anh giờ dạo này anh tàu lao quá, anh đi coi phim anh tàu lao dễ sợ, tàu lao hoa lá hẹ luôn anh Sơn. Mình là người có kiến thức, mình là người có hiểu luật, mình biết luật thì mình chia sẻ những gì mình biết, chứ làm ơn làm phước xem phim tàu quá, ảnh hưởng phim tàu quá, bây giờ anh biết anh tàu lao rồi. Anh nghĩ sao cái đó, cái phơi mà anh Sơn lên là cái phơm, trời, cái phơm là cái những ví dụ mọi người ra ngân hàng có cái phơm chuyển tiền, cái phơm nhận tiền, ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi, thì cái đó gọi là cái phơm con chấp nhận, chứ chưa bao giờ mà cũng nghe lên trên mạng rồi cái phơm chứng, cái phơm tốt nghiệp, bằng tốt nghiệp là không có, cái đó gọi là cái phôi. Trời ơi là trời, nó thiệt sự anh Sơn không biết là bữa đó anh Sơn có uống bia hay là uống gì không, hay là anh Sơn đang say tình tôi không biết nữa, mà anh Sơn lên nói chuyện trước quốc à. Thì bữa đó ngồi ngồi gửi qua xong ngồi cười của nó trời ơi trời, anh Sơn của tôi một ngày sừng sững lên bao nhiêu kênh tôi cũng có thể phản biện được hết, giờ anh Sơn phản biện ai hả Sơn? Giờ Sơn muốn phản biện ai, Sơn lên phản biện đi trời ơi. Chứ bữa giờ cả hơn cả tuần, dạ con chào chú Hùng Nguyễn, bữa giờ gần gần cả tuần rồi Sơn không lên phân tích cho nó buồn hơn ghê. Còn còn chị Thanh Trần thì lâu lâu tăng tác cộng đồng để cho mọi người thấy là Thanh Trần vẫn còn sống. Thì đó em nói đó, cái vụ bà Hoa đó, trời ơi tôi theo theo nhìn nhận theo xã hội gì đó, rồi tôi nhìn nhận trên hiện tượng pháp luật gì đó, tôi nhìn nhận quá trời luôn, đây là biêu thật rồi. Em chào anh Sinh rồi cái gì á, gì nói chị Quỳnh nó đưa cái gì á là sẽ bám vào cái củi một chỗ, tôi nhớ cái câu đó, bám vào cái củi một, tưởng được cái gì ai ngờ, tưởng được vớ được cây ai ngờ đó là củi một, rồi cuối cùng ai là củi một, như trong câu chuyện này nè, như trong cái câu chuyện mà cái bằng này nè, nếu mình là người thật mình chỉ cần bôi hết những cái thông tin cá nhân đi, bôi hết hình ảnh đi, mình quăng cái bột lên như đó là đủ rồi, chứ đâu phải mà làm để cho mọi người ta thấy được cái sự hiểu biết kém của mình, cái sự nhìn nhận. Sơn nên nhớ, mọi người bên nhóm 4 nên nhớ, người ta bây giờ người ta đã bị lừa bao nhiêu lần rồi, bây giờ người ta nhìn nhận ra được những cái vấn đề, người ta đã hiểu việc được rồi, chứ không phải người ta còn u mê như ngày xưa. Dạ em vẫn trong hoa la hoa la mọi người, tại vì hôm nay đang ngồi một cái nơi cũng rất là đẹp, đang ngồi ngắm cảnh cái tự nhiên, cái tự nhiên ở đâu ai gửi cho hình à, thấy thấy đâu á, chị Thanh Trần đưa lên 100%, 1000%, cái tự nhiên trong đầu nó ủa ai da, sao 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 quen quen quá vậy, ngày xưa cũng 100%, giờ cũng đang 1000%, đúng không? Nên con mới nói á, bây giờ nè, mà bây giờ con nãy nãy nghe chị Ngô Quân, bây giờ quay lại ra đề xíu cho mọi người, hồi nãy nghe chị Ngô Quân nói là chú Thông Ba gửi 11 kg tôm hùm gì á, chocolate đó, chỉ nghe vậy thôi nha, mình không biết thật hư như thế nào. Cái chú Thông Ba đó ủa Mạnh Thường Quân như vậy hay sao, Mạnh Thường Quân tại sao đi nhận đồ? Em chào chị Đồ Victoria. Cái trong đầu con tự nhiên con dạo này con cũng cũng hơi tưng tưng lắm, người đó ủa chết cha, 11 kg tôm hùm với lại 10 kg chả cá đúng không mọi người, đúng không chị Ngô Quân?
đúng không chị Ngô Quân, cho em xác nhận đúng không? Cái nó ôi chết cha, vậy cái vậy là được gọi là mạnh thường quân không? Mạnh thường quân tại sao đi nhận đồ của người khác, đi nhận tiền của người khác? Cái tự nhiên trong đời anh nhảy ra cái xuất hiện Ngọc Mai, nó ủa vậy Ngọc Mai có phải mạnh thường quân của mọi người sao, nhận tiền người này người kia người nọ, nhận nhiều tiền của nhiều người lắm. Tôi bắt có lời của Mỹ, ủa vậy chẳng khác gì nhóm tư với ra đề, có những người được tự xưng là mạnh thường quân mà cuối cùng đi nhận của người khác là sao? Nên con cũng hiểu luôn, nên tự trong đầu con không biết sao, ủa nó ủa gì hả, ủa vậy họ có thật sự là như họ nói không mọi người? Đó trong đầu con tự nhảy số ra, con chỉ nghĩ vậy thôi nha mọi chùa, chứ con không có tấn công ai, con có đó tự mọi người tự nhận định, chứ con không nhận định ở đây. Đối với con không nhận định người nào mạnh thường quân cả, mà nếu mọi người nói rằng theo con nghĩ mạnh thường quân là người có đủ điều kiện để giúp đỡ hoặc là để làm gì đó, họ không có nhận nhiều, mà những người nhận nó 11 ký tôm hùm cũng hơi bị nhiều đó nha, 10 ký chả cá rồi, có người nhận tiền mà trống giọt trống thắm rồi nhận tiền mua đồ chay hàng tuần rồi mua rau củ quả rồi tao nhận tiền xong, chỉ có người gọi mạnh thường quân không mọi người. Nay con chỉ hỏi mọi người thôi nha, chứ con không có dám nói gì, chứ nói gì chứ bữa chiều nay ngày mai con cũng lên bầm bị bầm nữa à. Giờ gì con hả miệng là bên kia nó bầm con hết á đó. Đó con hỏi thôi nha. Rồi quay lại cái này con nói thật nha mọi người, con xin lỗi cái này coi cái đây là quan điểm của con, nhưng mà người phải cho con nói, con nói thật, nếu mà người buồn con xin lỗi. Cái câu chuyện cái áo luật sư đó, cái áo những cái áo mà in năm hình luật sư đó, con nói câu chuyện này người trong cuộc biết thì nên trả lời, đừng giống như vụ nước mắm, đừng giống như vụ Thái Lan, đừng giống như vụ kiện để người ta nhìn nhận mình với một con mắt khác. Cái đó con chỉ nói như vậy thôi, tại vì trong câu chuyện mà in áo thì con không rõ, nhưng con biết rằng áo này tiền từ đâu ra và như thế nào con biết rất rõ. Nhưng ở đây giữa chị Ngô Quân và những người có liên quan, chị Ngô Quân phản biện được, con ở đây con không phản biện, nhưng mà con chỉ mong muốn một điều rằng người trong cuộc biết, người nhận quà biết, người làm gì biết thì nên nói rõ ràng, đừng để người khác đi vu khống đi nhục mạ giống như vụ nước mắm của Duy của Lê, vụ Thái Lan giữa con và Lê Tú, vụ kiện giữa con và chị Quỳnh. Mình có sao nói vậy, không biết thì thôi, mà nếu biết thì nên nói thật ra để mọi người hiểu. Đừng vì tôi không biết gì hết á, tôi không biết gì trên mạng hết á, đừng bao giờ nói câu đó. Thiệt. Nói câu đó chẳng khác gì đang tự hạ danh dự mình xuống. Cái đó điều đó nói thật. Và tội nhất là tội chị Quân Quân. Tự nhiên chỉ làm rồi xong đã, cuối cùng giờ chỉ bị chửi. Bị chửi vì không cùng quan điểm với họ. Đó. Cái điều đó là con thấy buồn thôi mọi người. Nên nay con không có muốn phân tích gì cả, con chỉ mong rằng người trong cuộc biết thì nên nói ra để giải oan cho người ta, chứ đừng để bao giờ những cái oan á giá trên đầu người ta đó. Còn những rất nhiều chuyện thì con ở đây con không thuận tiện đây, như con có nói chuyện thị phi con sẽ không nói, nhưng con được quyền, nói chung là con đi vào mình về dạo con nói chứ con nói trên trời dưới biển thôi, con không nói mà kiểu phân tích như ngày xưa đó, con kiểu đó tại vì giờ con cảm thấy con chán, chán vì không còn lý lẽ, không còn những gì cả. Rồi khi mà chị Chi Hoài đó mở những clip mà nó trời, con nói xong nó tột dữ liệu mọi người,
xấu dơ gì mọi người. Con hỏi mọi người đó giờ có thật, mọi người có giờ nghe những người đó, những người mà trước đây được gọi là những người thân của mình, những người đồng hành với mình, đồng hành với mình mà phát ra những cái lời đó thì mọi người nghĩ như thế nào? Con không giờ tin, nằm mơ con không bao giờ tin nó là như vậy. Nên con cảm thấy có thể mình đã chọn sai người, có thể là do lớp bọc của họ quá 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 gọi là quá hoàn hảo, dẫn đến là mình không nhận ra họ. Con biết rằng bên đó vẫn có nhiều người biết rằng họ đã đi sai, nhưng họ không thể quay đầu được. Vì nếu họ quay đầu, họ sẽ bán vào đâu? Đúng không mọi người? Còn đối với con hiểu được. Và có nhiều người nói rằng là con không còn giá trị. Rồi có nhiều người nói rằng con cái này kia. Như con nói, con cũng giống như bao mọi người thôi, ai sống sao con cũng sống vậy. Nhưng sinh ra là mình không thể chọn cái nơi mình sinh ra, mỗi người mỗi hoàn cảnh, đúng không? Mình nên nhớ một điều rằng mình được cái này, được cái kia, nhưng đừng nghĩ rằng mình được mãi. Mình đừng nghĩ rằng có những người xung quanh mình sẽ đi theo mình suốt. Một ngày nào đó khi bộ mặt thật của mình bị phơi bày ra, bao nhiêu người sẽ còn tin tưởng mình nữa, đúng không? Đối với con á, con cảm thấy nhiều đây là quá đủ đối với con rồi. Con không còn gì thêm. Đời sống của con rất đã tuần hai tuần trước rồi, con đã đủ rồi, con đã được một gia đình, con đã được một tổ ấm, như đó là đủ với con. Con không thấy cần gì thêm cả. Nhiều khi này nọ kia, nhưng mà con nói thôi, con đã đủ rồi, con chỉ cần được nhiêu đó thôi là con bằng mọi người. Người ta chỉ cần được một mấy nhà, cần một gia đình, cần một hạnh phúc là đủ. Đối với con cũng vậy, con chỉ có như đó là con mừng rồi, nên con không có cần gì thêm cả đó. Còn có những người họ tham bằng cách họ càng nhúng sâu và hút máu càng nhiều, đúng không? Và hút máu nhiều đi, rồi sau này sẽ giống như nhóm thứ tư thôi, con nói giống như nhóm thứ tư thôi, ăn cho nhiều, ăn cho cố, ăn cho lắm vào, từ từ bắt đầu moi móc ra, móc tới xương tủy. Nên con mong rằng á, mong cái nhóm mong nhóm thứ tư, mình cái gì mình làm, mình nói thì nên nói thật. Sự thật luôn luôn vẫn là sự thật. Thà nó mất lòng nhau, đúng không? Sự thật nó sẽ mất lòng nhau, nhưng thà mình đối diện sự thật để giải quyết vấn đề. Đừng lên ma mị xong rồi lên đổ lỗi cho người này, đổ lỗi cho người kia, đúng không? Mấy anh chị chỉ vì ham tiền bắt đầu đổ lỗi cho người này, ghen người kia ghen, đúng không? Còn bên đây á, thì đổ lỗi là ganh tị với mạnh thường quân, đúng không? Ganh tị đâu không thấy, thấy người ta nhường cho mạnh thường quân hết á, người ta nhường ra hết mà người ta vẫn lại yêu mến bên đây. Đó, điều đó là điều mà thấy được trong cái câu chuyện này. Bây giờ mình nói mà dành
Thật sự nếu mà dành nha, con mà dành mạng quy chắc con dành hết luôn á mọi người. Nếu mà con chịu dành, mày dành được gì không mọi người? Bây giờ mọi người có dành được cái gì không? Không, dành không được gì. Dành mà nhiều khi mà dành dành người này nhiều tình cảm, người kia tình cảm, rồi bắt đầu cũng lời đấy vào, mọi người thấy không? Thôi tốt nhất mình không có ý kiến gì cả, tốt nhất mình chỉ cười, tốt nhất là mình làm được cái gì cứ làm vậy thôi. Chứ giờ con thấy thì đúng chị Yến là nó chính xác, bây giờ không cứu được họ, không cứu là cứu gì? Không cứu là chúng ta không có thể mà lấy một cái chút tí gì đó để sau này ra để gặp mặt nhau để nói chuyện. Không còn cái gì gọi là chút tình cảm, chút tình thân để ngồi nói chuyện với nhau được nữa. Chị Yến Hà nói em từ đó em đúng đó. Hết cứu rồi. Giống như nhóm thứ tư đó, con vào con cũng chào đó, con không gì nói chuyện tại vì mình cảm thấy rằng là không phù hợp với mình và không thích hợp với mình, chỉ vì thôi nơi vậy. Nếu sau này có gặp như những người trong đa đề thì con nói thật cũng giống như qua đường rồi, không biết gì hết. Tại vì mình không còn niềm tin dành cho họ nữa, không còn sự chiều mến, không còn tình cảm và không còn cái gì hết, đúng không? Chỉ là như hạt bụi thôi. Nó nếu thật sự trong cái câu chuyện mà ra đề, nếu mấy anh chị biết điểm dừng, mấy anh chị biết quan sát, mấy anh chị biết xem, thì nó đã không xảy ra như ngày hôm nay. Không xảy ra như ngày hôm nay. Nếu thật sự trong câu chuyện này mình là người công bằng, công tâm, thì nó sẽ không xảy ra được vấn đề này. Chỉ vì mình đi bao che, chỉ vì mình muốn mà để cho người ta lên, ta vu khống, người ta chà nạt, ta nhục mạ, mà mình thì mình im lặng, chỉ chẳng khác gì mình đang đồng lõa với cái việc đó. Con nói chỗ này đúng không mọi người? Mình thấy người ta sai mà mình im lặng, im lặng có nghĩa là đang cổ suý hành vi đó. Nếu mình thấy là sai, mình lên thẳng, mình quất liền, giống như con sai chị Quỳnh lên tiếng, đúng không? Nếu người khác sai, đa đề thấy đó sai thì đa đề lên tiếng liền. Nếu mà nói nhỏ không được thì lên mạng nói để nó hiểu, nó biết, chứ không phải nói mà để ghét. Nhưng đa đề có làm được điều đó hay không? Không. Đa đề im lặng để cho lên đãi cuối cùng đi đổ lỗi, nào là tai nạn nghề nghiệp, nào là cái này, nào là cái kia, nào là cái nọ. Rồi bây giờ nói tại vì tôi biết câu chuyện này, tôi thấy có cái sự lừa dối rồi, thì tôi lúc đó tôi đã cảnh báo mọi người không tin. Gì chẳng khác gì hả? Vậy hồi xưa nói với mấy anh chị bao che cho không phải bao che hay sao? Bây giờ bắt đầu dùng hoàn cảnh này để họ kia. Còn việc phản biện giữa các mạnh thường quân á, thì trước tiên mình hãy xem lại xem là mình comment như thế nào để người ta phản biện lại, chứ không phải tự nhiên mà ta lên phản biện rồi mấy anh chị nói những người giúp đỡ những người này kia bây giờ lên ăn cháo đá bát phủi ơn, cái đó là sai nha. Ví dụ như nè, chị Thúy Vân nè, chị Yếu Hoàng nè, chị Liên Thị nè, tự nhiên không nói gì em, tự nhiên em lên chửi, có giờ gì không mọi người? Như Duy Cô Te nè,
tự nhiên Duy không làm gì em, tự nhiên em lên chửi, lo đầu nhỏ ra chửi, đâu có ai vậy mọi người, đâu ai tự nhiên khùng đi như vậy, đúng không? Không phải có cái gì đó, thì bây giờ phải moi lại những cái tin nhắn, những cái lời comment nó ra, thì ai là người tấn công trước, mà bây giờ đi đổ lỗi cho một người, vậy thấy có công bằng không? Không, cái đó không công bằng, cái đó là chưa không đẹp. Hầu như con cũng vậy, tự nhiên mấy anh mấy chị lên đụng con, thì đụng con cái con chạm, cái đụng chạm xong cái giờ cái tự nhiên nói con đi đi tấn công mạnh thường quân, rồi đi ăn cháo đá bát, đi nhục mạ mạnh thường quân. Ủa vậy mạnh thường quân đã làm gì để thằng Tuấn này lên chửi, đã làm gì để thằng Tuấn lên phản biện? Phải có lửa thì mới có khói, chứ đâu phải tự nhiên mà muốn lên, nó muốn lên nói, muốn muốn chửi chửi, không có. Đời tôi không giờ chửi ai, nói ai cả. Nhưng mà sao nhiều cái vấn đề của nó thật á, con cũng nhiều cái con cũng buồn, nhưng mà thôi, đâu của Âu cũng là định mệnh, đâu cũng là số phận thôi. Được thì chơi đến với nhau vui vẻ với nhau, còn không được thì thôi, đúng không? Đường ai lấy đi thì thôi, chứ mình không có buồn. Mình cũng luôn luôn lúc nào cũng tôn trọng những người cô, người anh, người chị, tôn trọng, nhưng mình có những cái định hướng của mình. Có những người khuyên thằng á là con đừng phải sống vào những cái đồng tiền của các nhà hảo tâm, các nhà mạnh thường quân, và hiện tại con đang làm vấn đề đó, dù là công việc con chưa có, con đang tìm, nhưng trên kênh YouTube này là con làm bằng sức lao động của con làm bằng những cái gì con nói đây, nên mong rằng là đây là đồng tiền từ mồ hôi nước mắt con làm ra, chứ không phải là con lên đây để con chửi, không phải con lên đây để con đi nhục mạ người này người kia. Con muốn rằng là con không muốn phải lệ thuộc vào mạnh quân, và con không muốn rằng mỗi lần gì cái cần này, cái đi xin người này người kia. Mọi người cũng hiểu con, nên con giờ cũng được, chỉ được là nhờ tạm thời YouTube thôi, sau này có công ăn việc làm thì YouTube thì con sẽ không còn làm nhiều. Còn trước khi đi làm thì để có được số tiền thì làm YouTube được nhiều lấy nhiều, đúng không mọi người? Nên cô mong rằng mọi người cũng thông cảm con. Con like nhiều khi con vui, con like nhiều khi con ngồi cười, nhưng thực chất giờ khi con phản biện, con phản biện gì? Giờ con không còn cái gì để phản biện vì sao? Hết vui rồi, mọi thứ hết vui rồi, nếu còn vui thì con còn nói hết vui lấy gì nói nữa. Nghe chị chi hoài mà mở ra mà cô Lan nói những cái gì mà cô nói, trời ơi, những gì mà phụ nữ ai dám nghe. Phụ nữ hãy để phụ nữ phản biện với nhau, mình ngồi ngoài thôi, và trong cái đường ra đó cô nói thì cô không nghe được luôn, cô đau mày thiệt, cô nghe những từ ngữ quá trời như vậy. Vậy những khán giả trên đó, những khán giả trong cái đường live của cô Lan đó, trong nước có, ngoài nước cũng có, khi nghe vậy thì nghĩ như thế nào? Con chỉ nói vậy thôi. Cũng giống như bên giống anh Sơn, bao nhiêu người bị lừa vợ bởi dạ bao nhiêu người họ bị dẫn dắt, bị lừa, ngày hôm nay họ lên tiếng nói thì họ bị chà đạp ngay lập tức, y chang như bên đây thôi. Nếu cùng quan điểm với họ, bây giờ hai nhóm nói chung một bài cùng quan điểm thì chúng tôi bảo vệ anh, còn khác quan điểm là chúng tôi chà đạp anh, chúng tôi vùi dập anh, chúng tôi sẽ vu khống anh bằng mọi cách, y chang luôn cũng một bài đó. Nên đời con bây giờ thị phi, con nói thị phi thì con không có tham gia, nhưng con vẫn nghe nha mọi người, nghe ở đây thì sự con nghe cô Lan Trường Phúc cũng ao ra,
con lưu clip thôi, người nào like thì con lưu mà con không nghe nhiều. Tại vì khi nghe nhiều, thứ nhất là mất thời gian, thứ hai não bộ của mình nó tiếp nhận những lời nó không được sạch sẽ, nó tục tiểu, nó vô văn hóa và dùng từ chính xác là dơ dáy, nên thôi không nghe đó. Nhưng mà mình lưu clip về để gì? Để đó là bằng chứng để sau này có gì lên chối thì mở lên cho mọi người nghe đó. Ngày hôm nay chia sẻ với mọi người như đây thôi nha, rồi thôi ngủ sớm. Tại vì dạo này trời mưa quá nên là ngủ sớm với mọi người, mong mọi người thông cảm và mong sao những gì tốt đẹp đến tất cả cô chú anh chị trong mọi nước. Hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những đường live tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye. Chúc cả nhà ngủ ngon nha. Bye bye mọi người. Bye bye.